Thưa quý khán giả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 1745 ngày 19 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Nội dung công điện như sau: Đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều, trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Trong nước, dù chưa phát hiện có ca nhiễm biến chủng Omicron, nhưng số người nhiễm bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn có xu hướng gia tăng và hệ thống y tế ở một số địa phương đã quá tải, phải chi viện từ Trung ương và các địa phương khác. Trước tình hình đó và khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 1. Bộ Y tế bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên thế giới, khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. 2. Tất cả các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian Bộ Y tế chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch như nêu ở điểm 1 trên đây, căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. 3. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ. Bộ Y tế đảm bảo phân bổ đủ vaccine cho các địa phương. 4. Bộ Y tế đảm bảo cấp đủ thuốc kháng virus túi thuốc C cho các địa phương. Các địa phương tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất. 5. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hướng dẫn tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở, chủ động tăng cường năng lực hệ thống y tế ở tất cả các tuyến. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. 6. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các công cụ công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương để triển khai ứng dụng đồng bộ hiệu quả, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tăng cường tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng chống dịch trong toàn xã hội.